Giải Davis Cup năm nay, Hoàng Nam và Hoàng Thiên trở thành hai tay vợt chủ chốt cho đội tuyển quần vợt Việt Nam trong chuyến làm khách tại Indonesia. Đây là lần đầu tiên Nam và Thiên ở chung phòng khách sạn và cũng chỉ là lần thứ hai hai anh em kết hợp đánh đôi. Dù Nam có là đương kim vô địch đôi nam trẻ giải quần vợt Wimbledon, thì chẳng mấy ai tin rằng hai tay vợt Việt Nam có thể làm nên bất ngờ trước cặp đôi từng hai lần vô địch SEA Games của Indonesia. Gặp đối thủ mạnh, thêm áp lực từ khán giả, những quyết định có phần thiên vị của trọng tài và cả thời tiết khắc nghiệt bào mòn thể lực. Nhưng với tinh thần quyết tâm cùng sự phối hợp ăn ý, Hoàng Nam và Hoàng Thiên đã giành chiến thắng đầy thuyết phục. Bóng ngoài, pha bắt vô lề lỗi của Brooklyn và chiến thắng chung cuộc đã thuộc về Hoàng Thiên, 6-3 và 6-4. Như vậy là tính đến thời điểm này thì Hoàng Thiên đã có được 2 trận thắng ở các giải Men Future diễn ra tại Bình Dương trong năm nay. Đã từng 2 lần vô địch SEA Games, hai tay vợt trẻ của Việt Nam là Lý Hoàng Nam và Nguyễn Hoàng Thiên thi đấu đầy tự tin và bất ngờ thắng set đầu với tỷ số 6-3. Trận đấu này cũng rất là khó khăn, có rất là nhiều chập chững, cả mưa và kể cả tâm lý thi đấu. Có những lúc trong trận đấu có những lúc em trùng xuống và Nam đã kéo em, và nhưng cũng có những lúc Nam đã cũng trùng xuống và hai anh em đã kéo nhau về. Hello cả nhà, hôm nay Tài sẽ làm một cái video khá đặc biệt, tại vì hôm nay sẽ làm video về cho anh của Tài. Anh Tài là Nguyễn Hoàng Thiên, vận động viên quần vợt tennis. Hôm nay đi đến trường của anh Thiên LMU để coi trận cái game cuối cùng trong cái 4 năm học đại học của anh. Anh là vận động viên trong đây, rồi cả nhà hãy đón xem nhé. Tài đang đi nè, là chỗ đậu xe ở đằng sau đây nè, đó, khu trường LMU ở trên Los Angeles. Trường này là trường đại học tư nha cả nhà. Anh Thiên của Tài thì vận động viên được học bổng vào đây làm vận động viên cho trường, thì tiền học thì nhà trường lo hết 4 năm học luôn. Trường này rất bự, một trong những trường nổi tiếng nhất nước Mỹ này, đứng hạng cao lắm. Trong đây là thú linh là con sư tử nha cả nhà, Lions. Đang khi khổ đậu xe, cái khu chỗ đậu xe này là khu cho thường nông viên với lại những người làm trong đây nên không được đậu. Giờ đi vào đây. Trường này là trên đồi nha cả nhà, trường tư này trên đồi, nhìn xuống là nguyên cả, nhìn thấy nguyên cả thành phố Los Angeles luôn. Thì mình đi vào, nếu mà cả nhà nào ở Việt Nam thì chắc cũng nghe tên Nguyễn Hoàng Thiên cũng biết, thì Nguyễn Hoàng Thiên thì anh Tài hồi đó cũng đánh cho đội tuyển Việt Nam. Còn những cái phòng trong đây là phòng cho vận động viên nha cả nhà, đi vào trong, bóng rổ bên kia nữa. Thì mình đi đến sân tennis. Đi vào nha cả nhà. Đây, xe đẩy của mấy nhỏ, tụi nhỏ đi vào trước rồi, ta lấy sân. Rồi đấy là vận động viên của anh Thiên nè. Đó, đang chuẩn bị cho game cuối cùng đó. Đó, anh Thiên đó, Nguyễn Hoàng Thiên nè. Đội nhà đang khởi động làm nóng nha cả nhà. Đó, anh Thiên thì đang đứng bên kia, về bên tay chân bên trái, phía bên trái. Như là đôi sẽ đánh trước rồi mới tới đơn. Mấy sân liền luôn rồi, rồi đội khách thì đứng tuốt bên kia, khởi động nóng.
Hôm nay có nhiều trận đấu xảy ra ở cả nhà, không phải một đâu. Đây là sân quần vợt tennis, ở bên kia đang xảy ra bóng chày nữ nữa, đang chơi bển, như chắc cũng chuyện cuối cùng luôn. Rồi đây nữa có huấn luyện viên hay là có người xoa bóp cho thí sinh nữa kìa, đó cãi cái bàn ra rồi ai mà có bị chấn thương hoặc là cũng bị làm nóng rồi massage mấy cái cơ trước khi trận đấu là ra đây nằm. Đó, lá cờ Mỹ ra trước khi mỗi trận đấu là phải phải trao cờ cả nhà. Đi coi bác hôm nay trận cuối cùng. Nói chung là cả nhà đi coi hết luôn. Bố mẹ lúc đó có thêm có vài người trong gia đình nữa đến coi. Đi lại thấy thằng Lăng nữa. Rồi thằng Lăng. Dạ không, chỉ anh Thiên đánh trên này à. Dạ. Bây giờ thì chuẩn bị giới thiệu và trao lưu niệm cho cả nhà, cho những người nào tốt nghiệp năm nay á. Năm cuối á, là anh Tài trong cổng à, đứng đây rồi giới thiệu nè. Graduating with a Master of Science in Business Analytics. Let's hear it for Ronaru Bular. I'm cool, then, man. Guys, I'm ready, man. Round two. Thì trọng tài chuẩn bị lưới nha cả nhà, kiểm tra lưới, kiểm tra banh hết. Bên kia đang chơi bóng chày mở nhạc âm sùm. A senior from Long in Vietnam, graduating with a bachelor's degree in business management, Tien Nguyen. A senior from Chicago Lions. Giờ anh Thiên chuẩn bị vào trận nha cả nhà. Đó, đôi đánh trước. Giờ mình chuẩn bị chào cờ nha cả nhà. Đó là mới chào cờ xong cả nhà, giờ chuẩn bị đánh đôi. Đánh đôi trước trường bên kia kìa. Santa gì lộc? Santa đấu với lại Santa Clarita. Cái trận này trận cuối cùng cho vào cái gì ta? Cuộc thi WCC nha cả nhà, West Coast Conference á. Giải này lớn lắm. Tới em Du nè, cả nhà, sư tử nè. Hey, Lion! Give it to me two times! Lions on three! One, two, three! Here we go, boy! Để bắt đầu nha cả nhà, đôi trước. Anh
Thiên thì đánh sân 2 cả nhà, mà ở đây đằng sau cũng thấy chút là đi ra trước, mà bên đây đang chơi bóng chày nữ nè, thì nữ đang xảy ra luôn. Đội nhanh thì tiếp trời. Give me a bite. Giờ đi ra cửa trước rồi cả nhà. Ở đây cũng có đây hé hé tẩy luôn cái thấy. Thì này bên kia. Không biết sao hôm nay đây đánh sân số 2 nữa. Đánh sân 2 cả nhà. Không biết sao hôm nay không đánh sân 1 nữa. Mà quay không biết cả nhà có thấy không. Xong. Thua nha cả nhà, thì cái đây điểm tính này thì đôi thì thắng 2 thua 1, nhưng mà cộng lại số tổng thì thắng được game đôi là 1 điểm. Đó anh Thiên nè. Năm cuối rồi. Cuối game đầu, game cuối cùng luôn. Thắng nè. Let's go. Đừng đùa nha. Let's go. How are you? How are you doing? I'm good, you? Congratulations. 6 củ. Bên lụm được cái gì cả nhà? Cái bàn bóng chày. Thầy chú phải không? Thầy chú phải không? Chị dẫn đi lụm kiếm á. Anh đi 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 vào sân đánh dỗ luôn. Đây đi đi, đi đi. Ra coi nhấp cho. Rồi đi coi sân bóng rổ cả nhà. Thiên dẫn đi. Bò nữ rồi đang chơi. Ủa xong rồi anh đi, xong rồi. Không, chuẩn bị chơi nữa. Ồ, chuẩn bị chơi nữa hả? Đây là sắp hôn bao nhiêu. Sự muốn chạy nữ. À, bự. Giờ đi baseball muốn chạy nam bên kia. Zero baby. See you later. Yeah, see you. Oh, vé là để kiểm soát thôi chứ không. Oh. Thì nãy ông đâu vào kiểm tra vé đâu. Ông bảo vệ cho vào luôn à. Nhiều lúc nó làm biến, nhiều lúc nó thẳng nó siêu. Mình nên phiền thôi, tốn thời gian thôi, giờ có sẵn thì nó cần đưa ra. Có tên Hamas Sano đồ Francie là mỗi lần mà đã chuẩn bị MLS Cup đó là tập. Ồ. Sau lần là Google đó, tên Ham là Google. Wow, trời ơi. Chuẩn bị bóng chày.
trì Nam nè. Wow, bự kinh khủng luôn. Đấu với ai này? Hôm nay thằng nào chừng chừng nào cũng sinh, nào cũng sinh ở đây hết chứ. Ồ. Anh có cái thằng con của lúc mà bữa trận với UCLA là làm có thằng chiều đây có sinh mà. Nó có đây. Dave Roberts. Sân artificial grass. Yeah. Còn cái này là nó để game. Cái gì á, chừng nào có game mà nó mới làm. Đúng không? Bóng màu dục là khác nữa anh em muốn. Không có màu dục, không có màu dục. Trường này trường private mà đất nó mắc quá. Wow. Mấy trận live YouTube là ở đây hết. Đúng rồi. Bóng đi ngoài đó đó, người đi quay là đứng dưới đó la đó. Wow. Nghe bành. Các đội nổi tiếng mà khi qua bên đây đá là bên đây là cả nhà Tottenham rồi LA Galaxy với lại Arsenal này, bên này tập nè, dùng sân này tập. Anh Thiên được dẫn đi thì anh Thiên huấn luyện viên trong đây được dẫn đi hết, tiện đi coi. Bây giờ phòng của mấy vận động viên, phòng vận động viên. Cái này là năm thắng không đi. Cái năm mà appearance 14 lần vô NCAA Sweet 16 là vô bán tứ kết 2 lần. Wow. Này là bóng volleyball. Bóng truyền. Sân tập vừa sân sân đấu luôn. Wow. Sân lỗ thì chỉ có tập thôi, cái này nó ba sân nó đẹp, cái này vô thì tập được ba sân. Cái này là all red rồi. Những huy chương khi mà thắng là năm những năm thắng ở trên đây hết. 1997 đến năm 2000. Ôi bự ghê. Này là stadium này gọi là Hang House 44. Hang Gather cái tượng ở ngoài á. Dạ. Ông chơi game nữa chừng cái bị đứng tim chết ở đây. Chơi trên sân này lên cho nên bây giờ tên là tên của ông. Trời. Hang Gather. Chơi mà đứng tim chết. Đã, đẹp quá, quá trời đẹp luôn. Kéo cái này lên. Nó giới thiệu như là NBA vậy, thả cái màn xuống ở đây. Wow. Roster. Ê, ôi la quá trời la luôn. Ừ, nhiều lắm, nó đây conference tournament mà, bóng rổ biết.
Oh, student section. Nó kéo cái kia xuống. Oh. Là thành được ba cái sân, dẹp cái này vô là thành ba cái sân tập. Oh, West Coast Conference là những đội mà. Đúng rồi. BYU, LMU, Pacific, Pepperdine, Gonzaga. Oh. Bên kia nữa, bên kia bên đội nữa. Oh. Đang đụng Santa Clara, student section là cho học sinh. Có thẻ one card vô ngồi free. Oh. Còn bên đây là những người một số. Số. Yes. Wow, dữ dội. Điện với bộ. Thật chứ. Đã ngắt rồi. Giờ locker anh đi được không? Có locker anh đi. Còn chờ đi, con trai nó khóa rồi. Giờ chắc khóa. Khóa hết. Đi có study hall vô được. Ồ. Chỗ mà học sinh phải học á. Đây nè, vô cái này cái đá này, chỗ cúp này. Ồ, cúp. Chị Trương. Wow. Oh my god. Hai mươi soccer mà soccer tennis water polo. Giải trí anh này, khu giải trí. Ồ, có phòng gym cái kia. Có gaming room nữa. Và mình cái phòng mười mấy mình, mười mấy cái PC. Đây cũng có sân bóng rổ. Chỗ này cho dạng như là chơi. Chơi. Còn đây là học sinh không có được ai chơi. Ồ. Bên đây là student hay là bên đây học sinh cả nhà, bên đây là vận động viên bên đây. Vận động viên được đặt cách riêng. Còn mà tụi nó là không được vô đây. Đó. Đi hết nguyên cái khu này à. Đi hết cả trường luôn. Cái trường còn nhiều lắm. Dạ. Mới có át tiền thôi. Cứ vâng, sợ nó đông viên thôi. Phòng học một bữa luôn. Tốt cái kia. Đó, Camelo tập này. Wow. Bây giờ đi ra lại sân. Thank you.
coi chừng té nha. Tie break. Chưa hết set 1. Xong bà 2. Được 2 đặt chất kìa, được 2 đặt chất kìa. Đó, hai dẫn đi đi coi mấy trận cuối luôn. Quá hay, đặt chất đi coi. Có rồi. Mà hai đi coi, đi cho coi đi với hai. Đó, đứng cổ vũ cái hai cả nhà. Đứng với hàng thắng 3-0 mà cả nhà. Trận đầu tiên quá kịch tính luôn, thắng rồi. 5 cuối luôn á. Giờ đi coi tới trận cuối rồi. Một game nữa. Anh Ben nè, anh Ben được đặt chức đứng với hai. Đứng với đội luôn, sướng quá. Này. Này, đi ra. Mà ngủ đã không? Đã hả? Mày đi
cả nhà, xong cái trận sau trong trận tennis đó, giờ gia đình lại đi kiếm chỗ ăn phở, đói quá. Giờ 2 giờ hơn, gần 3 giờ thì mới kiếm được chỗ đậu xe. Giờ là tại giờ trong ăn phở gia đình rồi, hẹn gặp cả nhà sau nha.